Vương Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và hôm nay Huỳnh sẽ lên từng cặp mai để cho cả nhà mình dễ dàng lựa chọn. Rồi, mã số đầu tiên, mã số 1. Đây là một cặp giảo Tuấn Ngọc. Cặp giảo Tuấn Ngọc này rất đẹp luôn cả nhà. Em sẽ đo cho cả nhà thông số chiều cao tán ngang nha. Rồi, cây này có chiều cao 57. Cây bên đây có chiều cao là 50. Tán ngang là 39. Rồi, tán ngang là 39 luôn. Và đặc biệt, đế rất là quái luôn. Hoành thân, hoành 6,5. Hoành thân ở đây là hoành 7,5. Rồi, em mời cả nhà mình xem củ đế rất đẹp luôn. Và có cái bông. Đây, củ đế nha. Rồi, mã số 1 này có giá là 450. Em Huỳnh bao phí vận chuyển cho mình. 450 một cặp giảo Tuấn Ngọc 3 mùa. Em cho khách xem cái bông. Đây, em cho khách xem cái bông nha. Nè. Đây, form hoa rất đẹp luôn. Đó, form hoa cực kỳ đẹp nha. 4 ngón tay em cực kỳ luôn, hoa của nó đang là 14 cánh và cái nút nụ uốn nu luôn. Rồi, đế siêu đẹp. Đế siêu đẹp luôn. Cặp này có giá là 450, em bao phí vận chuyển luôn. Cặp mai giảo Tuấn Ngọc 3 mùa, giá cực kỳ là hữu nghị luôn. Em mình sẽ bao phí vận chuyển tới nơi, mã số 1. Rồi, em lên mã số 2. Mã số 2 là một cặp Phú Tông. Một cặp Phú Tông 2,5 mùa, tàn xung xuê. Rồi, cặp này là một cái form lùng lực luôn. Đế hình thú. Em đo chiều cao tán ngang cho mình luôn. Đây là dòng mai giảo Phú Tân. Mã số 2 có giá là 430 bao phí. Rồi, cao 50. Cao 50 luôn. Tán ngang 44. Tán ngang là 40. Cặp này đế đẹp luôn, lùng lực. Đây, cặp đế đẹp lùng lực luôn. Đây, đế hình thú nha. Rồi, cặp này có giá 430, em mình bao phí vận chuyển. Mã số 2 là một cặp giảo Phú Tân. Giá 430, em mình bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn. Rồi, cả nhà thích mã nào thì alo cho mình ha. Tiếp tục em lên Mã số 3. Mã số 3 là một cặp Cúc Tân Châu 24-36 cánh. Cặp Cúc Tân Châu này rất đẹp luôn cả nhà. Form là một form cao. Đây, form là form vừa chứ một form vừa cả nhà ơi, tàn chi nhánh rất là ok luôn. Rồi, em đo chiều cao tán ngang cho mình nha. Chiều cao Cúc Tân Châu 24-36 cánh, chiều cao 53. Chiều cao là 53 luôn. Tán ngang là 36. Tán ngang bên đây là 42. Rồi, cái hoành, cái hoành, em đo cái hoành luôn cho mình xem nha. Hoành này là hoành 7. Hoành gần 7 cả nhà. Củ đế đẹp nha. Rồi, hoành này là hoành gần 7 luôn. Rồi, cho khách xem củ đế. Thóp thân cực kỳ ngắn cả nhà. Củ đế rất đẹp luôn. Đây, to ha, củ nở. Rồi, cặp này giá cực kỳ hữu nghị luôn. 380 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn. 380 em Huỳnh bao phí. Cặp mã số 3 là cặp Cúc Tân Châu 24-36 cánh. Phải nói là cặp này xuất sắc về đế về tàn luôn. Hoa nở đẹp rồi. Em qua mã luôn. Mã số 3. Mã số 3 là Cúc Tân Châu 24-36 cánh. Giá là 380.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách. Rồi, em lên mã số 4. Mã số 4 là một cây đại lộc củ nở. Em đo chiều cao. Chiều cao là 55. Tán ngang là 46. Cái đế hoành thân. Trời ơi, cái đế là đế hình thú nở. Hoành thân là hoành 7,5. Hoành cũ là hoành 14. Cũ rất là đẹp luôn, tàn đều. Cây này 390 em bao phí. Mã số 4 cả nhà ơi. Mã số 4, cây đại lộc. Cây đại lộc
4 mùa, mã số 4. Đế rất đẹp. Rồi, cực kỳ luôn cả nhà, mã số 4 có giá là 390 em Quỳnh bao phí vận chuyển qua mẫu. Mã số 5. Mã số 5 là một cặp cúc thọ hôn khách ơi, một cặp cúc thọ hôn luôn. Và hiện tại vườn mai của Như Quỳnh lên nhiều cặp mai để cho cả nhà mình có thể tham khảo. Số điện thoại để cả nhà có thể gọi để mà đặt hàng đó là 0949234525. Rồi bây giờ em lên cái thọ hương 3 mùa. Thọ hương 3 mùa luôn, form lùng lực 65, chiều cao 65 cả nhà ơi, chiều cao bên đây là 60. Tán ngang. Tán ngang là 46, tán ngang bên đây là 41. Rồi cặp này đế đẹp luôn. Cặp này là đế một cái đế nô, một cái là đế cũ nở cả nhà. Rồi cặp này giá là 400. Cặp này giá 400 em Quỳnh bao phí, mã số 5. Mã số 5 400 em Quỳnh bao phí luôn. Rồi, em Quỳnh đã lên cho mình là 5 mã. 5 mã số. Thêm một mã số nữa đi em. Thêm một mã số nữa đi làm một cái gì. Rồi, một cặp phú tân đẹp nữa nha. Em thêm một mã nữa là mã số 6. Một cặp quá đẹp luôn. Giảo phú tân. Cặp này có chiều cao là 56, chiều cao bên đây là 57. Rồi tán ngang là 44, tán ngang bên đây là 42. Rồi cặp này rất đẹp luôn, cho khách xem cụ đế đều tàn cực kỳ luôn. 450 em bao phí, mã số 6. 450 em bao phí luôn, rất đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi em qua mẫu luôn. Và đây là cặp giảo phú tân chơi Tết. Loại giảo phú tân thì hoa 82 cánh và được cái là nó nở ở mọi khí hậu luôn, đặc biệt là miền Bắc ha, khí hậu lạnh. Rồi em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình.